Phải nói là nó quá đẹp các bạn. Chiếc đồng hồ có biểu tượng hai thiên thần, hai bé nhỏ thiên thần ở bên trên và dưới quả lắc nữa. Quả lắc này đang hình hai bé nhỏ đang bồng nhau. Chiếc đồng hồ thiên thần này có chiều cao gần 1 mét luôn, trên 95, 95, 96. Bắt đầu tính từ quả quả ấy đây, quả tạ này, từ quả tạ lên trên đến đỉnh luôn, để lên trên đến đỉnh. Chiều ngang từ bên trái sang bên phải các bác nhé. Con này con nhìn kích thước này nó gần 40 luôn, gần 40 ạ. Con nhìn găng tay em hết cỡ nhé, nhưng mà do cái máy điện thoại quay vào, tất cả em không hiểu tại sao em quay máy điện thoại vào thì cảm giác cái đồng hồ trong máy điện thoại này rất là bé. Nhưng ở ngoài các bác nhìn luôn này, các bác nhìn cái ghế ngồi ăn cơm, các bác nhìn nhé, cái đồng hồ nó tràn hết hai mép ghế thì bác biết rồi, thì là biết nó to như nào. Và con này nó cao bằng ghế luôn. Đây hiện tại ở trên này nó nhỏ lên trên ghế mất 13 15 phân cơ. Cái thành ghế này nó nhỏ lên trên ghế 13 15 phân mà dưới này còn lại. Vậy là chiếc đồng hồ nó cao đúng bằng cái ghế ngồi ăn cơm các bác nhé. Nhá, cao đúng bằng ghế luôn đấy. Đấy. Được chưa ạ? Nhưng mà không hiểu sao khi em quay vào máy thì nhìn cái cảm giác nó rất là nhỏ. Nó nhỏ, rất là nhỏ. Đấy bác nhìn cái bản mặt cái đồng hồ bản ngang nó gần 40 luôn, bằng cả cái vai tựa của cái ghế luôn ạ. Chiếc đồng hồ này chiếc đồng hồ ha thiên thần, số thứ tự là số 2, mức giá 3.900.000, 3.900.000 một chiếc, 3.900.000. Đây là con này là quả, này là quả nó lắc các bạn, nhưng do cái máy quạt, cái quạt công nghiệp của em quạt mạnh quá nên nó thổi nó cứ đảo, nó tạt lung tung ấy, nó không đủ độ lắc. Nó lắc nghe này, gió nó thổi mạnh ấy, nó cứ chạm vào dây này nó không lắc thôi, chứ đúng của nó lắc như này đấy. Đấy đúng của nó là như thế, nói như thế để các bác biết, chứ không nhiều lúc các bác bảo tại sao nó cứ lắc nhẹ nhẹ. Nó do cái quạt công nghiệp nó thổi mạnh quá, nó nóng mà. Đấy. Đấy, vĩ mã luôn, em ghi số thứ tự là số 2, giá 3.900.000. Tuyệt vời luôn. Đấy. Nguyên cái đường kính của cái mặt hoa văn này này, bao nhìn thấy găng tay của em này, nó lên đến 50 rồi. Nhá, găng tay 1 này, 2 này, đấy. Nó lên đến 50 rồi. Lại còn chưa tính nói là hai quả tạ từ dưới tạ lên đến đỉnh. Chiếc này có mức giá là 3.900.000 các bác nhé. Cứ xếp số tự là đồng hồ số thứ hai đi, gọi là đôi thiên thần đi. Đấy, đôi thiên thần. Nó bắt đầu gọi, đợi em chút thôi, em đang quay bài mất rồi. Đấy. Nếu bắt đầu gọi không được thì hãy liên hệ và nhắn tin vào số điện thoại cho em, hoặc gọi sang số máy của vợ em được. Chứ bác đừng có nhắn Zalo, nhắn Zalo em không trả lời được hết đâu. Đấy. Chú ý em nhé. Đồng hồ quả lắc cực kỳ đẹp luôn. Nó có những cái tên nó đọc nó theo, gọi là nó đọc theo cái đồng hồ tên cổ, nó rất là khó nhớ. Thật ra là em không nhớ để em đọc được, nên là em cứ đọc theo cái kiểu ý hiểu của mình thôi. Còn nó tên là gì thì bác nào biết thì cho em xin cái tên thì lần sau em dễ nhớ hơn, em giới thiệu cho nó dễ, trình bày nó dễ bác ạ. Chứ thật ra em cũng tham khảo, em thấy có thì em nhập về em bán cho các bác thôi, chứ nó chưa đi sâu về cái món đồng hồ này. Nhi, chưa đi sâu về món đồng hồ này. Thì bác nào biết thì giới thiệu giúp em, hôm trước có một vài bác giới thiệu rồi đấy, em biết rồi đấy. Nếu bác nào gọi nhiều quá, nãy bác nhìn nhé. Alo ạ. Vâng. Em bán hết rồi nhé, em bán rồi, em bán hết rồi, cả clip đấy, ba cái đôi loa đấy bán hết rồi. Vâng, anh thông cảm nhé, em đang quay bài đấy. Gọi nhiều quá các bạn phải nghe đấy. Các nhìn ạ, bác ấy hỏi đôi loa Pro Audio với đôi Infinity với đôi B1B, cái clip đấy em bán hết rồi đấy. 3.900.000 các bác nhé. Chơi hay bày đẹp, trưng bày tất cả những căn phòng không gian có những chiếc đồng hồ như thế này, ngoài các bác để xem giờ ra thì nó trang trí cái không gian của bác nó rất là sang trọng, đẳng cấp sang trọng. Và đặc biệt nữa là cái quả lắc kia nó làm cho cái căn phòng của mình nó sinh động, nó không bị im lìm, nó không bị lặng tĩnh quá, nó không cảm thấy ảm đạm. Đấy là những chiếc đồng hồ nó mang cái phong cách châu Âu, phong cách châu Âu. Đấy, lúc nào nó sử dụng quả lắc như vậy đấy bác ạ. Quả lắc này nhưng mà nó chỉ lắc một lúc nữa thôi, bởi vì là tại sao cái quạt này nó thổi một lúc nữa nó tạt dần đấy. Có nghĩa là cái đà nó đang đến bên này nhưng bị quạt nó thổi nhiều quá, dần dần nó ép. Đấy, đúng là cứ lắc như thế suốt ngày đấy.
3,9 triệu các bác nhé. Em thì cứ gọi là đợt chiếc đồng hồ đôi thiên thần này, hay là đôi gì đấy em tra rõ, em cứ nên là em cứ phải ghi là số 2, 3,9 triệu. Bác nào cần chi tiết hơn nữa thì bởi sợ nó nhầm lô đồng hồ thì bác cứ nhắn tin cho em nhé, hoặc là chụp ảnh giúp em, bởi vì là em cũng mới chuẩn bị sang cái mặt này, mặt hàng này. Em chào các bác ạ. 3,9 triệu các bác nhé. Các bác đi tham khảo giá thoải mái đi, có nhiều bác thì cứ lo lăn tăn là vấn đề giá, và có bác là em dám bán công khai giá thì các bác phải biết rồi, công khai giá bác thoải mái đi. Còn nhiều bác cứ hỏi tôi lấy về cho khách cho thợ, bác nào lấy cho khách cho thợ cũng được, nhưng yêu cầu các bác phải lấy từ 5 món mặt hàng trở lên, 5 món thì em mới tính giá thợ, được chưa ạ? Chứ lấy một cái thì bác thông cảm, bởi vì em đã xác định em bán công khai giá thì em báo mức giá thấp nhất rồi, mà lấy giá thợ thì em còn cái gì nữa, con em chẳng có sữa. Lại gặp cho vài bác lại gửi đơn hàng đến đặt thủ độ 100.000 tiền cọc xong trả lấy hàng nữa thì em hết tiền sữa cho con. Bây giờ thời buổi văn minh rồi, em tính em thích bán hàng là giá này này, bác thích là bác lấy, còn không thích thì thôi bác đi tìm người khác. Kể cả em đi vào mua một trang bán hàng nào cũng vậy, em bây giờ em mua online nhiều chứ bác, nhu cầu cuộc sống mà, mình vào mình thấy người ta không báo giá là mình không muốn xem nữa, mình quay ra, nói thật đấy, không muốn xem nữa, rồi lại phải đi hỏi giá như thế nào rồi con này con nọ kia, mình không muốn xem nữa. Mình xem thấy con có giá này, con này người ta báo 7 triệu, mình thấy ở hộp túi tiền ưng gọi là đặt. Đây lại còn không biết giá, xong lại inbox nhá, xong lại nhắn mãi chả trả lời, inbox chán lắm. Đấy, ví dụ như em này, em báo giá này, bác gọi không được, bác tôi chốt con này nhé. Thế là em biết từ em gửi số tài khoản là ok, nó nhanh, nó xong. Cứ để con đi hỏi inbox nhé, thì lúc gặp đúng lúc rồi inbox, người ta đi ấy rồi, đi ngồi, đến lúc thôi, người ta đi ngồi, người ta đi ăn, đi uống, đi chơi, đi đâu, người ta inbox mãi, cuối cùng hết mất, chả đến lượt bốc. Chào các bác nha. 3,9 triệu thôi nhá. Bác nào có nhu cầu gọi thẳng số điện thoại hoặc nhắn tin vào điện thoại của em.